Xin chào anh em. Ngày hôm nay thì có bạn sinh viên ở nhà tự cắt kiểu môi can nhưng mà không thành công, đến yêu cầu mình cắt lại. Và bây giờ mình sẽ sửa lại kiểu tóc môi can cho bạn ý. Sau khi cắt xong thì bạn ý yêu cầu mình nhuộm một màu không cần tẩy, nhẹ nhàng để vẫn có thể đi học được. Thì mình quyết định là nhuộm màu nâu sô-cô-la cho bạn ý, để cho gương mặt của bạn ý đang tối được sáng hơn. Và trong quá trình về vuốt thì bạn ấy có thể vuốt một cách dễ dàng hơn khi tóc đã có hóa chất rồi.